review phim Thần Dược The Substance, cái phim mà hôm trước tao có đăng poster giới thiệu mà cái hình cái đùi gà thầy thắng giải kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes vừa rồi ha, và sẽ chính thức ra rạp tại Việt Nam từ ngày 10. Điều đầu tiên xin dành một sự tôn trọng và yêu thương với cục điện ảnh vì họ đã duyệt cho bộ phim này ra rạp, và cái cắt trong phim này nó gần như rất là ít luôn mà rất là mượt mà, thậm chí mình không nhận ra đã cắt chỗ nào cả. Một cái bước tiến đối với cục điện ảnh, và lâu rồi tao mới coi một cái phim kinh dị mà tao thấy nó đã như vậy ở trong rạp. Dăm ba mấy con quỷ không có lời gì với cái phim này hết, đi ra chuồng gà hết cho hai chị diễn. Concept cũng rất là hay, đó chính là một cái loại thần dược tên là The Substance. Khi mà tiêm vào cơ thể thì nó sẽ tự động nhân đôi các tế bào cho tạo ra một cơ thể mới cho cái người sử dụng, nhưng mà cái người sử dụng phải cộng sinh với cái cơ thể cũ thì mới có thể sống sót được. Câu chuyện nó chỉ như vậy thôi. Chi tiết sao tụi bay đi coi ha. Mà tao rất mừng là tao không coi lậu phim này. Tao thèm coi lắm nhưng mà tao không coi lậu. Để vô rạp tận hưởng cái âm thanh và cái hình ảnh, phải nói là phim này nó phần nhìn và phần nghe nó làm cực kỳ tuyệt vời luôn. Cái phần nhìn nó làm cho mày sợ, mà nó sợ không phải là bị hù gì đâu, nó không hề hù, mà nó đến từ cái body horror mà mọi người hay dùng cụm từ này nói gần đây đúng không. Nhưng mà phim này là body horror đỉnh cao, body horror xịn. Đi coi phim này á, tụi bay đừng có mua bắp ăn, tại vì đang ăn nhiều khi mắc ói. Mà mấy mẹ bầu cũng đừng đi coi phim này, nhiều khi sẽ ảnh hưởng thai nhi hoặc là đẻ trong rạp luôn. Phần tiếng cũng làm rất là tuyệt vời luôn, cái âm thanh được mixing rất hay, chứ không phải là nó dập đùng 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 mà nó hù đâu. Từng cái tiếng cảnh quay đặc tả, bỏ viên thuốc, nhai đồ ăn hay quay rất là rõ, rất là ASMR, dẫn đến là mày coi mày sợ nhưng mà một phần nào đó mày cũng rất là sướng. Có hai dạng góc máy chính là những cảnh cận đặc tả cả nhân vật lẫn vật thể, và những cảnh quay toàn nhìn cái chủ thể nó nhỏ xíu và cái đường dây thì cũng rất là dài. Và phim có một số cảnh nó gợi nhớ mình tới Carrie, nhớ tới The Shining, mà kiểu cái màu sắc của phim này nó làm một cách rất là tương phản luôn. Có những khối màu đơn sắc và những khối màu đa sắc nó lồng vào nhau để nó kể câu chuyện của nhân vật. Hai bà nữ chính là Demi Moore với các bạn trẻ tên gì thì mình không nhớ, thì deserve Oscar luôn. Thật, hai mẹ này xuất sắc quá. Mà phim này còn có thể được đề cử ở giải kịch bản, giải production design, tức là thiết kế sản xuất, quay phim, thiết kế âm thanh, đặc biệt nhất hóa trang và làm tóc. Cái phim này tao nghĩ nó hóa trang chứ nó điên cuồng luôn á. Của phim này á, nỗi sợ tăng tiếng. Ban đầu mình thấy body horror là như vậy đúng không, thì mày đã có phòng ngừa rồi, mày nghĩ trạng xấu chỉ làm được đó là không đâu má. Đạo diễn với biên kịch phim này là chơi gì, dùng trí tưởng tượng để tát vào mặt khán giả. Cái thông điệp của phim, con người bây giờ cứ muốn một thì sẽ muốn mười, không bao giờ ngưng cái lòng tham của mình lại, nhưng mà tham thì tham nha mấy má, cứ muốn ngừng nhưng mà trong lúc đó thì lại thấy uổng, không muốn và muốn kiếm tiếp. Và nói chung là tôi siêu thích phim này luôn, mà phải nói là coi trong rạp nó đã, âm thanh hình ảnh nó đã. Mà nếu như mọi người quyết định đi coi Thần Dược The Substance thì mọi người phải coi ở rạp, đừng coi online, đừng coi trên mạng. Âm thanh từ dăm ba cái laptop, dăm ba cái máy chiếu, nó không có là gì để lột tả được cái sự hay và đặc sắc của cái bộ phim này hết nha. Bộ phim cũng không có gì quá phức tạp để mà hiểu cả, nên các bạn cứ đi coi và tự cảm nhận nha. Nhưng mà riêng với tôi là tôi cho phim này vô list một trong những phim yêu thích nhất của năm nay so far là vậy. Tôi quá thích, chắc phải đi coi rạp coi lần nữa. Mà khuya hôm qua tôi ngủ có 3 tiếng thôi, sáng nay tôi phải đi coi private screening của nhà phát hành. Không buồn ngủ một phút nào, phim dài 2 tiếng 20 phút mà mình coi mình cảm thấy nó trôi, ôi lẹ ơi là lẹ luôn, mà nó hấp dẫn quá trời hấp dẫn, cuốn là cuốn. Rồi, hết review rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Nếu mọi người thích video này hãy cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem review phim chiếu rạp và series mỗi tuần nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.